Kính thưa quý vị, và để lót nền cho vòng lời tiếp theo, lời xin gửi đến tất cả quý vị. Và bài hát này chắc cũng lâu rồi, chắc cũng 2-3 tuần mới mang lại. Và bài hát này mang tên Đèn Khuya sẽ gửi đến tất cả các quý vị là các bà mẹ đang có mặt ở đây ạ. Chắc cũng còn là trong ngày lễ Vu Lan nữa. Và vừa qua thôi quý vị. Và bài hát Đèn Khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Các bạn ủng hộ bé vòng lời tiếp theo quý vị nha. Rồi buồn ơi, nghe tiếng mưa đêm khi bước chân đi lần trong cuộc đời. Lời mẹ hiền du còn nhớ khôn nguôi khi lớn con đi trên bạc nẻo.
cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Chế bán hết vé đi rồi thích. Đó, làm biếng mà lý do hả mày? Cái thưa quý vị, còn có hai vé chót từ Phi Thanh Dân quý vị đó, như một con giường quý vị. Còn ai chưa có vé ủng hộ liền tay Phi Thanh Dân.